Vậy nè, bây giờ cho Harry hỏi là bây giờ Lan Ngọc có bao giờ yêu ai mà nhỏ tuổi hơn mình chưa? À không. Chưa? Chưa bao giờ. Và em, tự nhiên em thì lại không thích yêu phi công trẻ. Ủa tại sao? Em cứ có cảm giác là người ta trẻ con quá rồi, không đủ trưởng thành, không đủ bản lĩnh để mà lo cho mình. Cái này thì chị cũng đồng quan điểm. Không biết làm sao mà chị chỉ thấy an lòng ấy với những người mà hơn tuổi mình thôi. Vậy là chị cùng cùng Giang thì sao? Em thì lại không hoàn toàn khác, em thì lại rất là thích người trẻ tuổi hơn. Ủa lý do? Mình vừa được chứng kiến cái sự hơi trẻ con của họ, mà vừa được chứng kiến cái quá trình trưởng thành của họ. Lại được chứng kiến cái thành quả mà cái người đó cố gắng trưởng thành để phù hợp với một cái người phụ nữ lớn tuổi hơn. Cái đó trong mắt em là rất thú vị. Bởi vì Tổng thống Pháp là từng là người mà cưới người vợ lớn hơn tới 25 tuổi lận. Đúng. Tức là có lẽ là đàn ông họ càng giỏi, họ càng thích chinh phục, họ lại càng thích người phụ nữ đó, đúng đấy, không? Đấy. Chị ơi, nhưng mà chị có sợ trường hợp đó là mình trồng một cái hoa lên xong rồi hả, đến khi cái hoa đó đơm bông kết trái thì một người khác lại hưởng rồi không? Giống như là đàn ông trẻ thì người ta là cả thèm chóng chán đó. Không, tại vì như vậy này, ít nhất là từ cái lúc mà yêu cho tới cái lúc mà người ta đi cho người khác thì mình cũng đã được hưởng cái đó rồi. Thì cũng là được hưởng cái sự trẻ trung thôi. Theo chị Khanh thì trong cái thực tế này chỉ có Harry là nói là đúng nhất thì đúng, đúng rồi. Một bằng chứng sống động đây nhỉ? Thực ra thì kiến thức cái gì có biết hay không, đa số là phụ nữ sống lâu hơn đàn ông là 4-5 tuổi gì đó. Đó, và chính vì điều đó cho nên bên Nhật Bản còn khuyến khích là lấy trai nào mà dưới 4-5 tuổi để có thể là mình có thể là đi lên, là mình đi cùng lên, chứ không phải là một mình ở cô đơn ở cõi trần này, nó kiểu vậy đó. Trời. Vậy ơi, vậy đó, cõi trần. Với lại thêm cái nữa nè, bên Hàn Quốc ai cũng nói là bây giờ nên lấy trai trẻ thôi, tại biết sao không? Để cho mình trẻ lại hả? No, cái đó là cái chuyện dĩ nhiên rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất, phụ nữ phải có cái gì? Cái ok hả chị? Tiền. À tiền. Đó là tiền nha. Nhưng em phải luôn luôn nghĩ bây giờ trai lớn tuổi kiếm được tiền, cái thời gian nó ít, đúng không? Còn nếu mà mình lấy trai trẻ thì họ sẽ kiếm được tiền lâu dài hơn. Nhiều khi khác chứ, nhiều khi cái người lớn tuổi là người ta có sẵn tiền rồi, còn trai trẻ là mình nuôi đó. Nuôi, không có phải là có thời gian kiếm tiền đâu. Bây giờ khó quá. Cái gì? Cái lấy tinh thần cái 1, 2, 3. Lại. Hồi của. 1, 2, 3. Khoan, bây giờ như vậy nha. Nếu như mà anh này độc thân, em sẽ mời mọi người lên du thuyền. Du thuyền nha. Tại sao mình không nghĩ về cái tương lai như vậy? Mỗi đứa cho nhau một cái gót. Ê, anh chưa bao giờ chơi môn trời gót. Đúng. Đánh banh tới đâu bán đất tới đó nha. Ok nha. Em sẽ mời mọi người đi du lịch Singapore nha. Ok. Đối với cái anh này, vừa nãy em có hỏi một câu đấy. Anh đã bao giờ yêu người chuyển giới chưa? Thì câu hỏi đấy nó rất quan trọng. Bởi vì thật ra em đang có lòng tin với anh này một xíu. Hơi hướng là anh này khá là phù hợp với chị Giang. Anh này lúc đầu tôi thấy ảnh thật sự rất là gia đình, rất là đỏ. Tôi không có muốn nghĩ tới ảnh nữa. Mọi thứ nó đều chống lại ảnh hết. Gia sản rồi các thứ. Nhưng ê, nó khổ gì nè. Ông này là người nước ngoài, ít nhiều gì mình thấy là người ta có cái tư duy văn minh cởi mở. Thì vậy em mới hỏi câu đó đó. Bởi vì thật ra nhá, nói đi thì phải nói lại, mình phải nhìn vào sự thật ý. Dù là người ta yêu, người ta thích cái vẻ đẹp của chị Giang, nhưng người ta sẽ vẫn nhìn vào sâu nhiều hơn những vấn đề khác. Nên nếu mà mình không biết chắc về cái câu hỏi đấy và không biết chắc được cái câu trả lời đấy, thì mai sau khi mà cái mối quan hệ này, ví dụ hôm nay chị Giang có chọn anh ý, thì nó sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề khác. Đấy là suy nghĩ của em. Anh không biết sao nha, anh luôn luôn cảm giác Giang nó phải quen người nước ngoài. Nhưng mà này, lúc nào cũng có cảm giác đó. Nhưng mà phải có hơi của tí Việt nhá. Thì phải tiếng Việt. Đấy, hơi của tí phải Việt. Phải có châu tí châu Á, một tí gì đó, Á Đông nó mới thú vị. Nhưng mà anh này á, là tip người đàn ông, như anh chia sẻ ngày 7 tháng 7 của anh á, là anh nói là nhật cảnh lúc nào cũng về gia đình đó. Nên là anh sẽ là một tip người đàn ông của gia đình. Gia tộc. Đúng rồi, cậu giải mà. Gia tộc luôn chứ không phải gia đình nữa. Nên nếu mà Giang... Không, cái này em chia sẻ thật nha. Không có phải là em không có tự tin về bản thân. Nhưng mà... Thật là... Em lúc nào cũng là cố gắng nè.
tự làm giàu cho mình. Tại vì em không có nghĩ là có một cái ngày nào đến một cái người đàn ông mà người ta đến từ một cái gia đình nào đó giàu có, hay là người ta tự làm cho người ta giàu có được ấy, người ta sẽ có rất là nhiều lựa chọn. Em không nghĩ là sẽ có một cái người đàn ông nào đó mà nếu như mà cái background của anh ta tốt như vậy, anh ta không có lý do gì mà phải đến đây ngày hôm nay. Không. Anh hiểu không? Tức là nếu như mà họ tốt như thế, họ không có lý do gì để mà phải đến sân khấu này, đến đây ngày hôm nay vì một cái người như vậy. Thì chưa bao giờ em tự tin vào cái điều đấy đến mức độ mà em không dám yêu một người nào giàu hết. Em biết là cái giá trị của mình, nhưng mà em luôn có một cái sự tự ti là em phải tự giàu bằng cái khả năng của em. Còn những cái người đàn ông mà họ giỏi ấy, họ sẽ lựa chọn những cái người phụ nữ khác, không có cái lý do tại sao họ phải chọn mình. Cho nên là nè, mình chỉ nói một cái điều cuối cùng này thôi. Cái gu họ là thật ra như thế thì này, mọi người có hiểu cái kiểu của em không? Có lẽ là ekip quá tốt đi, có lẽ là quá yêu thương em đi, bày ra cho một cái điều tuyệt vời như thế, nhưng mà cái kiểu mà trước mặt mình, nhưng thậm chí mình không dám bước đến luôn. Tại vì ngày hôm nay em có thể rất happy, nhưng ngày mai giống như Hoàn nói, chị không sẵn sàng để đối diện với cái đau khổ đấy chẳng hạn. Nếu như ngày mai họ cho mình một cái sự thất vọng thì em không tỏ. Anh chỉ nghĩ vậy thôi nè, chắc chị đã thất vọng. Anh không biết là em chọn anh ta sau này em có thất vọng hay không, nhưng hôm nay nếu em không chọn ai thì dạ hôm nay em sẽ thất vọng. Ông Kiêu nghĩ ngày hôm nay á, tới đây, đây gần như là vòng cuối rồi. Nhưng mà Giang vẫn cứ giữ những cái suy nghĩ. Kiêu biết là Giang nghĩ rất là nhiều về những vấn đề đó. Bây giờ thật sự nếu như vậy, bất kỳ ai đứng ở đây á, Giang cũng sẽ tìm ra được một lý do để mà Giang chị, không chị đừng lý trí nữa. Hôm nay hãy làm, chọn làm bằng con tim đi. Có thể nhé, ngày hôm nay sẽ là một cái duyên gì đó. Nhưng mà đang sợ tan vỡ. Nhiều quá, nhiều rồi, nói câu này đúng lắm luôn á. Nếu mà sợ tan vỡ là tại sao Giang ngồi đây ngày hôm nay? Nhưng mà ví dụ như những cái người mà em cảm thấy có thể handle được. Tôi nói rồi, bất cứ điều gì nói, tới chữ nhân là trước đó là vô nghĩa hết á. Em à, anh không phải là người Việt, nhưng câu nói này vô cùng quan trọng, nên anh sẽ dùng tiếng Việt để em cảm nhận rõ nhất sự chân thành của anh. Anh là một người thích lắng nghe người yêu mình, và anh cảm thấy chúng ta có nhiều chuyện có thể chia sẻ với nhau. Nếu em chọn anh, em không cần hỏi anh đang ở đâu nữa, vì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Ông nào cũng có mấy cái câu nói nghe nổi da gà quá ta. Ôi. Mà tôi không đầu tin tim. Là cái câu này biên tập chỉ đâu nha. Nói rất là thiệt nha. Đầu tim của dẫn. Không. Không phải đâu. Yeah. 1, 2, 3 Yeah. Congratulations, you guys. Mấy anh em, các
các cậu có thấy bọn họ có nét phu thê không nhỉ? Thấy hai cái mặt sao giống nhau dễ sợ nha, đứng gần mới thấy giống nha. Không, bây giờ cho phép bây em giờ là... xuống để nói chuyện với người ta một xíu rồi mới lên. Không, cái này phải nói chuyện. Đi xuống đi, nghe lời anh đi. Đi xuống đi. Đợi một lát nữa rồi nói tiếp. I wanna ask you some question. Who are you? Dạ, em tên Matt. Anh đến với cái chương trình này với cái lý do gì? Để tìm Hương Nhan. Không thể chịu nổi. Nghe tìm Hương Nhan, có vẻ anh đã nghiên cứu về con người này trước đó thì phải. Dạ có, em có nghiên cứu rồi. Vì sao phải nghiên cứu người ta nhỉ? Vì em cũng rất là thích cái chương trình này. Dạo này hay xem chương trình này rất là nhiều. Rồi biết được có cơ hội tham gia cái chương trình này, cho nên là em tìm hiểu Hương Giang rất là nhiều. Anh tìm hiểu Hương Giang vì một sự hiếu kỳ, tò mò muốn biết về người phụ nữ đặc biệt này, hay là vì anh thu hút bởi sự thông minh của cô ta? Cả hai luôn anh. Sau khi anh tìm hiểu về cô ta thì anh find out ra được điều gì? Hương Giang rất là xinh đẹp, một người rất là thông minh. Em cũng rất là thích một người giống như vậy. Bạn thích mẫu người phụ nữ thông minh? Yes. Bạn có ngại về quá khứ của cô ấy không? Là cô ấy đã từng là ai? Dạ không. Vì sao? Cái chuyện đó không có quan trọng. Ừ. Bạn có nghĩ là mình sẽ hạnh phúc khi mình lập gia đình với một người phụ nữ mà không có thể mang cho bạn nhiều đứa trẻ không? Dạ, cái đó là cũng tùy thuộc vào khi hai người đang tìm hiểu nhau, mình mới biết được cái câu trả lời của cái câu đó. Có nghĩa là cái người phụ nữ đó làm cho bạn yêu cỡ nào, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bạn cũng yêu những đứa trẻ, đúng không? Yes. Bạn có vấn đề gì không nếu mà hai người vẫn yêu thương nhau và vẫn có những đứa con nuôi? Cái đó chuyện nhỏ. Có chuyện nhiều nhỏ. Cách để solve this problem. Có nghĩa là miễn là có con thôi, đúng không? Yes, đúng rồi. Vậy thì bây giờ cho tôi hỏi nhé. Tại vì bạn cũng là một CEO hả? Yeah. Cũng đã có địa vị, thì cho tôi hỏi là có bao giờ gia đình của bạn là một cái trở ngại trong cái việc quyết định ai là người yêu hay là vợ bạn trong tương lai không? Dạ thì ba mẹ em chắc chắn là sẽ có ý kiến khác, nhưng mà quan trọng là cái sự quyết định là của em. Bạn đủ bản lĩnh để bạn có thể quyết định mọi việc trong cuộc đời bạn mà không thông qua gia đình chứ? Không phải là không thông qua, mình sẽ thông qua gia đình, nhưng mà cuối cùng là do mình quyết định. Bạn có tin là gia đình bạn sẽ chấp nhận khi mà bạn thuyết phục họ hay không? Dạ thuyết phục được anh. Chắc chắn không? Chắc chắn. Uh-huh. Tại vì mình đã make cái decision của mình thì mình chắc chắn sẽ có lý do riêng của mình. Mình sẽ nói những cái lý do đó cho bất kỳ ai hết. Ok. Dạ. Bây giờ câu hỏi nữa thôi. Bạn là một CEO, bạn đang có rất là nhiều những cái điều của một người đàn ông mà những người phụ nữ khác muốn có bạn. Why are you single? Thực sự cái câu chuyện này cũng hơi dài một tí. Bạn có muốn share không? Dạ, em sẽ share một tí cho mọi người nghe. Thật ra thì em sang Việt Nam cách đây 4 năm trước. Rồi thì cái lúc đó thật sự rất là khó khăn với em. Không có nhiều bạn bè, không có người quen. Và cái khó khăn nhất là tiếng Việt. Nhưng mà tại sao bạn phải qua đây? Thứ nhất là qua đây để thành lập công ty. Sau đó thì cũng may mắn gặp được một người. Rồi người đó giúp em rất là nhiều về công việc, về cuộc sống và tiếng Việt. Thì có người đó em mới có hôm nay. Cho nên là em muốn gửi lời cảm ơn tới người đó. Chắc là bạn với người đó đã không còn sống chung với nhau nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Lý do là gì? Hai người tính cách không có hợp nhau. Rồi xảy ra nhiều mâu thuẫn. Bạn quen bao lâu thì bạn chia tay? Mình cũng quen gần 3 năm rồi. Một cái người phụ nữ như thế nào sẽ làm cho bạn hấp dẫn? Thứ nhất là trưởng thành, thông minh, rồi tính cách hợp nhau. Tôi nghĩ bạn yêu cầu những điều đó đúng, tại bạn là người đàn ông thành đạt, thành công. Dạ. Mình không thể kiếm những người phụ nữ quá trẻ con đi suốt ngày giận hờn đúng không? Dạ đúng rồi. Phải biết điều với mình. Yes. Và phải hiểu vấn đề nó đang xảy ra ở đâu để cùng mình enjoy cuộc sống này, chứ không phải để bắt lỗi bạn, đúng không? Yes, đúng rồi, chính xác. Bạn yêu Việt Nam chứ? Yes, rất là yêu. Bạn sẽ nghĩ là bạn ở đây bao lâu? Chắc mãi mãi. Really? Yes. Rất là thích cái cuộc sống ở Việt Nam. What about your family? My family will always come and visit me. Ah,
that we come here? Yes, of course. Nhân tiện hỏi về gia đình thì hỏi rằng là, nghĩa là anh có biết được cái phản ứng của gia đình anh nếu mà cái tập này nó sẽ phát sóng không? Bạn có nghĩ là bố mẹ bạn biết cổ là ai không? Nếu bạn về bạn giới thiệu. Anh nói hết cho ba mẹ nghe rồi. Wow. Và reaction của họ là gì? Cố lên. Ôi. Ôi. Đúng rồi. Không được, em phải tìm hiểu luôn đây mới được. How long you break up? Cũng gần một năm rồi. Ba của bạn quên hẳn chưa? Quên rồi. Dạ, quên rồi. Ba giờ tiếp này, không được, bây giờ em phải chơi cái quả này thôi. Giờ đã giới thiệu bố mẹ luôn rồi. Thì bây giờ em my mom there. Okay. My mom, yeah. Mommy. Okay, yeah. Con chào bác. Bạn đã bao giờ tiếp xúc với người nào làm việc trong showbiz chưa? Là làm công việc nghệ thuật đó. Dạ chưa. Có biết gì nhiều về cái lĩnh vực này, cái đặc thù của cái công việc này không? Không có biết nhiều. Không sao đâu. It's okay. Nhưng mà bạn có ngại khi quen một celeb không? Tại vì cô sẽ rất là famous, đi đâu người ta cũng biết. Rồi sometimes sẽ có những người nói ra nói vô á, người ta sẽ talk about your relationship á. Bạn có matter in what people say không? Tại vì mình làm gì người ta cũng có gì để nói về mình, cho nên cái đó mình không có quan tâm tới. Không quan tâm. Cho em xin phép hỏi Matt là bạn có sử dụng mạng xã hội nhiều không? Dạ, có Facebook, Instagram, Twitter cũng có. Yeah. Dạ. Bạn có care about social media nhiều không? Thì cũng bình thường. Ok. Anh này là người đúng là rất là tay. Bởi tôi nói là cái người mà mà nói với anh đó là không, người Singapore không phải là ai cũng dễ tính hơn nè. Em không vấn đề. Chỉ là ghi một cái câu của em nhá. Nhưng không hiểu sao bạn em ở sinh về Việt Nam làm. Em quen rất nhiều bạn sinh mà dễ là màu tím. Yeah, người Singapore không phải ai chơi golf cũng là màu tím. Nhưng mà anh ơi, tức là bây giờ anh đang là một doanh nhân tại Việt Nam. Nhưng mà nếu anh yêu đương có một mối quan hệ với một người trong showbiz, đặc biệt là Hương Giang, thì mối quan hệ này sẽ gọi là bị bàn tán rất là nhiều trên mạng xã hội cũng như là khắp tất cả các nơi luôn. Có lời xấu, có lời tốt. Thì anh sẽ phản ứng như thế nào với những cái đó? Sẽ không như anh tưởng đâu. Yeah. Mà nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Even là sẽ có good words, có congratulations, nhưng mà sẽ có những cái bad words. Thì chắc chắn mình không có làm trong cái nghề showbiz. Mình làm một con người bình thường. Thì cũng có những người sẽ nói xấu mình, cũng có những người sẽ nói tốt về mình. Thì cái đó là chuyện bình thường. Nên là bây giờ ấy, anh là độc thân, tức là anh và chị Giang sẽ có thể hoặc là không, em không biết là sau chương trình. Nhưng mà hiện tại là hai anh chị đã thành công để thành một cặp, để sau đó tìm hiểu lẫn nhau. Thì nếu trong tương lai, có thể ngay khi mà tập này phát sóng ngày mai, anh nhận được rất là nhiều những ý kiến trái chiều, và đôi khi là nếu gia đình anh có biết ấy, thì em hy vọng anh sẽ strong, anh sẽ mạnh mẽ để vượt qua cùng với Giang nhá. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Hãy yêu thương chị nhá. Dạ, dạ. Down the shore, there's a box under the sand. Chúc mừng bạn, congratulations. Dạ, em cảm ơn Trân Thành. Yeah, it's time for you. Come on. Quý vị và các bạn thân mến, qua những câu trả lời như thế này, mình mới thấy đàn ông là phải như vậy. Đây, gửi tặng mỗi người một điện thoại Samsung Galaxy A71. Một điện thoại đẳng cấp với tất cả những tính năng ưu việt nhất hiện nay. Và một bữa ăn tối tại hệ thống nhà hàng Hoàng Yến. Chúc các bạn. Wow, thưa quý vị, tôi không ngờ là người ấy là ai. Mùa 3 cuối cùng cô đã có một cái kết đẹp. Và mời tất cả những vị cố vấn còn lại lên sân khấu để mình cùng chúc mừng cho Hương Giang. Và cảm ơn Matt, cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Và bạn là một người đàn ông rất là tuyệt vời. Tôi cảm ơn bạn vì cái sự vị tha của bạn, sự bao dung của bạn dành cho cô gái đặc biệt này. Và tôi chúc cho bạn thật là hạnh phúc. Con cũng mời Mami lên sân khấu luôn. Rồi. Dạ thưa quý vị, dạ một buổi ra mắt đơn sơ. Dạ biết đâu lát nữa. Ê các em, các em ơi. Dạ. Mày đã chuẩn bị tâm lý đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng chưa? Đi du thuyền. Du thuyền, du thuyền. Du thuyền. Nói gì nói, tụi mình cũng là những ông mai bà mối tụi em. Yeah. Mình có được một cái suất ăn miễn phí đó tụi em. Mọi người đi du lịch Singapore nữa. Singapore nha. Yeah, Singapore yeah, thẳng yeah, tiếp. Yeah. Đưa tay đây nào. Thưa quý vị,
Đây là một kết thúc mà ai khi xem chương trình và cả chúng tôi cũng mong muốn. Và cảm ơn biên tập của người ấy là ai rất nhiều trong cái sự hy sinh của các bạn trong việc tìm kiếm những người chơi, trong việc lựa chọn nội dung để phát sóng. Các bạn là những anh hùng. Cảm ơn anh chị. Và cảm ơn tất cả các anh quay phim coi như là đạo diễn đang ngày đêm túc trực ở đây khổ sở với anh em chúng tôi. Cũng xin được cảm ơn Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh đã tài trợ độc quyền cho chương trình. Cảm ơn Adam Store đã đồng hành cùng với những bộ trang phục của các chàng trai, và 007 Flowers đã giúp cho chúng tôi có một mùa ba thật đẹp, thật viên mãn. Quý vị và các bạn đang theo dõi Người Ấy Là Ai do V Channel thực hiện, được phát sóng vào mỗi tối thứ 6 20 giờ trên HTV2 V Channel. Thưa quý vị, một mùa ba thật tuyệt vời và thật nhiều cảm xúc đã để lại cho riêng bản thân tôi những kỷ niệm không bao giờ tôi quên được, và cả Hương Giang tôi tin chắc cũng vậy. Mà không những chỉ để lại cho Hương Giang kỷ niệm mà còn là một mối quan hệ. Là một anh mối Thành. Quan hệ thưa quý vị. Anh Thành, nhưng mà Eric đang ngồi từ kia cười kìa. Lại quay về không khí ngày chung vui này không thể nào mà thiếu em trai của chúng em. Đây đây không cười, lấy cái cười. Đây cười. Cười đi Eric ơi. À, vậy là bây giờ Đức Phúc với Hòa đọc cái khẩu hiệu đi. Mọi người cầm Eric giúp em đi. Eric cũng phải cười. Đây. Chúng tôi là Hoa Dâm Mụt. Hoa Dâm Mụt là Hoa Dâm Mụt. Hoa Dâm Mụt có mặt ở đây để làm gì là để làm gì? Để làm gì là Hương Giang. Hương Giang là Hương Giang. Hương Giang là có vô cả nhà cùng vui. Cả nhà cùng vui thì đi Singapore. Yeah. Thưa quý vị, không thuộc nha. Vẫn vấp và vẫn sai nha. Thưa quý vị, Hương Giang không sai, chúng tôi sai. Vâng.